chủng trí. Lúc bấy giờ, hết thảy các phiền não tập khí chẳng còn sanh, nên Bồ Tát dùng Phật nhãn quán khắp cõi đại thiên thế giới, thấy vô pháp còn chẳng có, huống nữa là hữu pháp. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải hành vô tánh bát nhã ba la mật mới có được lực phương tiện, vì vô pháp còn chẳng có, huống nữa là hữu pháp. Này Tu Bồ Đề, khi bố thí, Bồ Tát chẳng biết có pháp bố thí, có người thọ thí, có Bồ Tát tâm, vì vô pháp còn chẳng biết được, huống nữa là hữu pháp, dẫn đến khi hành nhất thiết chủng trí, Bồ Tát chẳng biết có người đắc, có pháp đắc, có chỗ đắc, vì vô pháp còn chẳng biết, huống nữa là hữu pháp. Vì sao? Vì tánh của hết thảy pháp vốn là như vậy, chẳng phải do Phật làm ra, chẳng phải do Thanh Văn và Bích Chi Phật làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra, vì hết thảy pháp đều chẳng có tác giả làm ra vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, hết thảy pháp đều là tánh ly chăng? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều là tánh ly. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là tánh ly, thì làm sao pháp ly lại biết được pháp ly? Pháp ly là hữu pháp hay là vô pháp? Vì sao? Vì vô pháp chẳng thể biết vô pháp, hữu pháp chẳng thể biết hữu pháp, vô pháp chẳng thể biết hữu pháp chẳng thể biết vô pháp. Bạch Thế Tôn, như vậy là hết thảy pháp đều chẳng có tướng, thì làm sao Bồ Tát có thể phân biệt nói có hữu pháp và nói có vô pháp? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, tùy theo thế tục đế mà Bồ Tát vì chúng sanh nói có, nói không. Đây chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế khác nhau chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế chẳng có sai khác nhau. Vì sao? Vì thế đế như, tức là đệ nhất nghĩa như, vì chúng sanh chẳng biết được như vậy, nên Bồ Tát phải vì chúng sanh mà nói có, nói không vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh ở nơi năm ấm mà khởi chấp tướng, chẳng biết năm ấm là chẳng có tướng, vô sở hữu tướng, nên Bồ Tát phải vì họ nói có, nói không. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà hành bát nhã ba la mật. Luận: Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy, vô sở đắc tức là đắc, sanh tâm hoan hỷ, bạch Phật rằng: Bát nhã ba la mật rất thậm thâm, Bồ Tát vì chúng sanh làm các việc rất khó làm, y như người muốn trồng cây giữa hư không vậy. Phật dụ: Phật thọ cây Phật như cây đại thọ đem lá, hoa, quả, hạt làm lợi ích chúng sanh, từ thô đến tế, từ cạn đến sâu, ví như dòm lá cây che nắng mặt trời, đem lại sự im mát. Cũng như vậy, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, đưa họ ra khỏi ba đường ác là những nơi đóng bức khổ đau, khiến họ thoát được các khổ, ví như hoa với màu sắc tươi đẹp, hương thơm thanh khiết, đem lại sự tươi vui. Cũng như vậy, Bồ Tát đem bố thí trì giới giáo hóa chúng sanh, khiến họ được hưởng các phước lạc ở cõi trời và cõi người, ví như cây có nhiều quả, có màu sắc tươi đẹp, hương vị thơm ngon. Cũng như vậy, Bồ Tát đem ba thừa đạo giáo hóa chúng sanh, khiến họ được bốn quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật, dẫn đến quả Phật. Ngài Tu Bồ Đề nghe như vậy, sanh tâm hoan hỷ, bạch Phật: Bồ Tát do nhân duyên đoạn dứt hạt giống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nên là như Phật rồi vậy. Phật dạy đúng như vậy. Nếu chẳng có Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, thì ở thế gian chẳng có Thanh Văn, Bích Chi Phật, cũng chẳng đoạn dứt cảnh chúng sanh đọa về ba đường ác, qua lại trong ba cõi. Vì Bồ Tát được pháp như, nên gọi là Như Lai sắc, dẫn đến hữu di tánh, vô di tánh, đều là như, chẳng có sai khác. Bồ Tát học pháp như mà được nhất thiết chủng trí, nên nói là như Phật, chẳng có sai khác. Phật là như, Bồ Tát cũng là như, hết thảy pháp đều là như, chẳng có pháp nào mà chẳng vào trong như vậy. Hỏi: Nếu Bồ Tát được như mà gọi là như Phật,
thì vì sao hết thảy chúng sanh cũng có tánh như mà chẳng được gọi là như Phật? Đáp: do nhân duyên chúng sanh có tánh như mà chẳng phát khởi tánh như, chẳng làm lợi ích chúng sanh, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí, nên chẳng được gọi là Như Lai. Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật Như. Học Bát Nhã Ba La Mật Như mới được hết thảy pháp như, mới vào được nơi thật tướng pháp, mới được tự tại ở nơi hết thảy pháp. Bồ Tát được tự tại ở nơi hết thảy pháp, nên biết rõ được căn chúng sanh, biết rõ những chúng sanh có căn đầy đủ. Ở trong ba thừa, Bồ Tát biết rõ người có tính căn, người chẳng có tính căn, người có tính lực, người chẳng có tính lực, vân vân. Bồ Tát biết rõ người có đầy đủ năm căn, năm lực mới có thể ra khỏi thế gian. Vì có đầy đủ tính căn, tính lực mới có thể thọ trì các thiện pháp mà chẳng nghi hối. Người có tấn căn, tấn lực dù chưa thấy được đạo cũng đã nhất tâm tinh tấn cầu đạo, chẳng ngưng nghỉ, chẳng tiếc thân mạng. Người có niệm căn, niệm lực thì thường nhớ nghĩ đến lời thầy dạy, thường hành các thiện pháp, xa lìa ác pháp. Người có định căn, định lực thường nhiếp tâm, chẳng lay động, do có định mà khởi sanh được trí huệ. Người có huệ căn, huệ lực mới có thể thật quán được thật tướng các pháp. Người đầy đủ năm căn được chia ra làm hai hạng, đó là: người thành tựu Bồ Tát căn là người có đại thừa tâm, người thành tựu nhị thừa căn là người có tiểu thừa tâm. Bồ Tát lại thấy có người tuy nay đã được đầy đủ năm thiện căn mà chưa thể độ được, vì đời trước có phạm trọng tội, vân vân. Bởi vậy nên nói Bồ Tát biết rõ hết thảy nghiệp nhân duyên của chúng sanh. Bồ Tát phải được túc mạng thông mới biết rõ được các nghiệp nhân duyên của chúng sanh. Bồ Tát phải được nguyện trí mới biết rõ được các sự việc trong ba đời. Biết rõ như vậy để vì chúng sanh nói các nghiệp nhân duyên của họ ở đời vị lai. Ví như nói rõ nhân duyên ở đời vị lai, họ sẽ bị đọa địa ngục, khiến họ sanh tâm sợ hãi, do sợ hãi mà quyết điều phục tâm, nhờ vậy mà dễ được độ. Ví như nói rõ nhân duyên ở đời vị lai, họ được hưởng phước đức khiến họ sanh tâm hoan hỷ, nhờ vậy mà dễ được độ, vân vân. Bồ Tát phải được trí huệ ba đời thanh tịnh mới thông đạt các pháp vô ngại, biết rõ các quả báo thiện hay ác của chúng sanh ở đời vị lai, biết rõ ở hiện đời có căn tánh lợi hay độn, vân vân. Do biết rõ như vậy nên mới có thể tùy duyên nói pháp, khiến chúng sanh được nhiều lợi ích. Bồ Tát thanh tịnh Phật độ rồi mới được nhất thiết chủng trí, được nhất thiết chủng trí rồi mới chuyển pháp luân, an lạc chúng sanh vào nơi vô dư niết bàn. Do học hết thảy pháp như mà Bồ Tát thành tựu được vô lượng công đức như trên. Đúng như lời Phật dạy, Bồ Tát muốn được hết thảy công đức tự lợi và lợi tha thì phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề nghe nói đến vô lượng công đức của Bồ Tát, bèn bạch Phật rằng: Bồ Tát nào đúng như thuyết mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì hết thảy thế gian đều phải đảnh lễ. Phật ứng chúng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: như vậy Bồ Tát sơ phát tâm phải niệm pháp gì? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, phải thường niệm nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí tức là vô thượng Bồ Đề. Vì hết thảy Phật pháp đều nhiếp trọn trong nhất thiết chủng trí. Hỏi: vì sao Phật dạy Bồ Tát sơ phát tâm phải thường niệm nhất thiết chủng trí? Đáp: Bồ Tát sơ phát tâm chưa có được thâm trí huệ, khó có thể dứt bỏ các dục lạc thế gian, nên phải thường niệm nhất thiết chủng trí. Phải thường niệm rằng ta phải bỏ thiện lạc riêng để cùng với hết thảy chúng sanh cầu được nhất thiết chủng trí, được thanh tịnh giải thoát lạc. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nhất thiết chủng trí là hữu pháp hay vô pháp? Thế nào là duyên, là tăng thượng, là hành, là tướng của nhất thiết chủng trí? Phật dạy: nhất thiết chủng trí làm vô pháp, vô sanh, vô diệt, lấy vô duyên làm duyên, lấy niệm làm tăng thượng, lấy tịch diệt làm hành, lấy vô tướng làm tướng. Hỏi: như vậy thì nhất thiết chủng trí là rốt ráo vô niệm, vì sao nói lấy niệm làm tăng thượng? Đáp: trí huệ Phật là rốt ráo không, rốt ráo thanh tịnh,
pháp như pháp tánh, thực tế đều là vô tướng, tất cả đều là tịch diệt tướng. Mặc dù các pháp mỗi mỗi đều có lực riêng, nhưng khi đã được nhất thiết chủng trí, được thành Phật rồi, thì chẳng còn có tư duy, chẳng còn thấy có xa hay gần, khó hay dễ, vân vân. Lúc bấy giờ, hết thảy chỗ niệm đều được thành tựu viên mãn. Bởi vậy nên nói lấy niệm làm tăng thượng. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: chỉ có nhất thiết chủng trí làm vô pháp, hay hết thảy các pháp đều làm vô pháp? Phật dạy: hết thảy các pháp đều làm vô pháp, vì các pháp đều theo nhân duyên hòa hợp sanh, là chẳng có tự tánh, là không, làm vô pháp. Bởi vậy nên nói hết thảy pháp tánh đều làm vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát Sơ Phát Tâm phải dùng phương tiện gì để tu sáu pháp ba la mật, dẫn đến tu nhất thiết chủng trí, nhằm giáo hóa chúng sanh? Phật dạy: thường quán hết thảy pháp vô tánh, cũng thường chứa nhóm các công đức giáo hóa chúng sanh thanh tịnh Phật độ, tức là có phương tiện lực. Bồ Tát vẫn thường hành cả hai pháp có và không, nên ở nơi rốt ráo không mà vẫn thường thành tựu các phước đức. Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật là tu học Phật đạo. Bồ Tát dùng pháp rốt ráo không, rốt ráo vô sở hữu mà hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến nhất thiết chủng trí là tu học Phật đạo. Bồ Tát thường hành đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi là tu học Phật đạo. Khi được các pháp đầy đủ như vậy rồi, Bồ Tát tọa đạo tràng, dùng nhất niệm tương ưng huệ, được nhất thiết chủng trí, ví như người đánh rơi viên như ý bảo châu, lần theo ánh quang minh chiếu ra trong đêm tối mà tìm lại được viên ngọc quý đó. Lúc bấy giờ, hết thảy tạp khí phiền não đều chẳng còn sanh nữa, nên Bồ Tát dùng Phật nhãn quán khắp mười phương thế giới, thấy rõ vô pháp còn chẳng có, huống nữa là hữu pháp. Bồ Tát tận phá được tâm chấp điên đảo, vào rơi rốt ráo không chấp, được thành Phật, mà vẫn biết rõ chẳng có người đắc, chẳng có pháp đắc, chẳng có chỗ đắc. Bởi vậy nên nói, biết rõ hết thảy pháp đều làm vô sở hữu tướng, như vậy là có được lực phương tiện của Bồ Tát, vì vô pháp còn chẳng có, huống nữa là hữu pháp. Bồ Tát dùng vô sở hữu bát nhã ba la mật, nên khi bố thí chẳng thấy có pháp bố thí, có người bố thí, có Bồ Tát tâm, dẫn đến khi hành nhất thiết chủng trí cũng chẳng thấy có người đắc, có pháp đắc, có chỗ đắc. Bồ Tát là người đắc vô thượng Bồ Đề, pháp đắc làm vô thượng Bồ Đề, chỗ đắc pháp ấy chính là Bồ Tát đạo. Thế nhưng Bồ Tát thấy tất cả các pháp ấy đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy các pháp từ xưa đến nay vốn là như vậy, chẳng phải do Phật làm ra, chẳng phải do thanh văn bích chi Phật làm ra, cũng chẳng phải do phàm phu làm ra, chẳng phải do trí huệ mà thay đổi khác. Hết thảy các pháp đều chẳng được tạo tác, đều chẳng có tác giả làm ra vậy. Ngài Tu Bồ Đề đã biết rõ các pháp đều làm vô hữu tướng, nhưng vì muốn chúng hội hiểu rõ hơn về vô sở hữu tướng, nên Ngài nêu các câu hỏi: các pháp là tánh ly chăng? Nếu các pháp đều là tánh ly, thì làm sao pháp ly lại biết được pháp ly? Pháp ly là hữu pháp hay là vô pháp? Vì sao? Vì vô pháp chẳng thể biết vô pháp, hữu pháp chẳng thể biết hữu pháp, vô pháp chẳng thể biết hữu pháp, hữu pháp chẳng thể biết vô pháp. Như vậy hết thảy pháp đều là vô sở hữu tướng, thì làm sao Bồ Tát có thể phân biệt nói các pháp là có hay là không? Phật dạy, Bồ Tát y theo thế tục mà vì chúng sanh nó có, nó không, đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế khác nhau chăng? Phật dạy, chẳng có khác nhau. Vì sao? Vì nếu nói thế tục và đệ nhất nghĩa khác nhau, tức là phá hoại pháp tánh rồi vậy. Nên biết thế tục đế như, tức là đệ nhất nghĩa đế như. Vì chúng sanh chẳng biết như vậy, nên Bồ Tát phải vì chúng sanh dùng thế tục đế mà nói có, nói không vậy.
Vì chúng sanh ở nơi năm ấm mà có khởi chấp, nên chẳng biết được năm ấm cùng hết thảy các pháp đều là vô sở hữu tướng. Bồ Tát vì chúng sanh thuyết vô sở hữu thế tục pháp, nên đã phân biệt nói về hữu pháp, về vô pháp, để chúng sanh hiểu rõ nghĩa vô sở hữu là như vậy đó. Bồ Tát phải như vậy mà hành Bát Nhã Ba La Mật.